để vượt qua những đối thủ cũng đầy quyết tâm ở khu vực Đông Nam Á. Ngày hôm nay vật cản đầu tiên sẽ là đội tuyển Lào. Một trận đấu gợi lại chính trận đấu mở màn trên hành trình vô địch cách đây 3 năm của đội tuyển Việt Nam. Vâng, 3 năm sau buổi tối lịch sử ở Mỹ Đình, với khoảnh khắc chói sáng của Anh Đức, chúng ta bắt đầu hành trình mới. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lễ cử hành quốc ca Việt Nam. Bước chân dồn vang trên đường gặp kiện xa, đời mang chiến thắng vang hồ nước, súng ngoài xa trên phút quân ngày ca, đường vinh quang xây xa quân thù thang ra Lào cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng thiên hậu ra xa chung. Ngày hôm nay thì ban tổ chức chỉ cho phép 1.000 khán giả có mặt ở Busan mà thôi, và có lẽ phần lớn trong số đó là các cổ động viên Việt Nam chúng ta, những người đã đồng hành cùng với Bùi Tiến Dũng và Công Phượng, Duy Mạnh cũng như các cầu thủ tại Singapore, thậm chí còn hỗ trợ những cầu thủ của chúng ta để có được những đồ ăn tốt nhất. Đội hình xuất phát của đội tuyển quốc gia Lào ở trận đấu này gồm thủ thành Mao số 12 Keodon, hai trung vệ của họ là Anastasia, Mao số 3, Phong Savanh, Mao số 6. Cầu thủ đá bên phía cánh trái là Chai Tha Lang Si, bên phía cánh phải là In Tha Vong. Người đá thấp nhất ở tuyến tiền vệ của đội bóng này là Saitafa. Ở phía trên thì cầu thủ rất được quan tâm, Billy Kekel Fonfon, cầu thủ đến từ giải vô địch quốc gia Pháp. Một cầu thủ rất được chú ý ở giải đấu lần này, được xếp đá cao nhất theo sơ đồ của ban tổ chức. Nhưng những gương mặt còn lại như Feskagadi hay Khô Cha Lơn và Bun Công cùng với Vong Trang Kham cũng sẽ là những cái tên rất đáng chú ý của đội tuyển quốc gia Lào. Như vậy là trận đấu ra quân tại AFF Suzuki Cup 2020 thì đội tuyển Việt Nam không mặc trang phục truyền thống mà chúng ta sẽ thi đấu trong bộ trang phục màu trắng. Đội trưởng Lương Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam và Vong Trương Kham của đội tuyển Lào đang làm thủ tục trước trận đấu này. Cách đây 3 năm thì Xuân Trường cũng có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam, và từ cú đá đưa bóng chạm vào khung thành của đội tuyển Lào thì Anh Đức đã dâng tăng cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì Công Phượng là người đã mở tỷ số. Trận đó chúng ta thắng 3-0, và người kết thúc cho trận mở màn ấn tượng đó là Quang Hải với một quả đá phạt trực tiếp quen thuộc. Và chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của các nhà đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong khung thành ngày hôm nay là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Các cầu thủ gồm có Bùi Tiến Dũng số 4, số 16 là Nguyễn Thành Trung, số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 6 là đội trưởng Lương Xuân Trường, số 20 Phan Văn Đức, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 22 Nguyễn Tiến Linh, số 10 Công Phượng và số 13 là Hồ Tấn Tài. Như vậy đây là đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ra quân. Chúng ta chơi với sơ đồ 3-4-3. Có tới 5 sự thay đổi đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra ở trận đấu ngày hôm nay so với đội hình chính mà chúng ta vẫn thường thấy khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đúng là như vậy, 5 sự thay đổi so với đội hình xuất phát
đã đối đầu với Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Một hình ảnh rất đẹp từ Bissan với một thông điệp mà các đội bóng hướng tới với khẩu hiệu của giải đấu lần này. Cùng nhau vươn mình mạnh mẽ hơn. Ngày hôm qua thì nước chủ nhà Singapore cũng đã mang đến cho chúng ta một lễ khai mạc với rất nhiều thông điệp, đặc biệt là thông điệp về việc cùng nhau chiến thắng dịch bệnh Covid-19 và những lời cảm ơn cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Khoảnh khắc lắng đọng đầy ý nghĩa để tưởng niệm những người đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19. Đây là ông Yakub Ibrahim, trọng tài điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay, người Jordani. Có khá đông cổ động viên của Việt Nam có mặt trên sân Bissan ngày hôm nay. Sân Bissan có sức chứa hơn 6.000 người và ban tổ chức chỉ cho phép khoảng 1.000 cổ động viên được phép vào sân để chứng kiến trận đấu ngày hôm nay. Trong đó thì số lượng cổ động viên Việt Nam chúng ta chắc chắn là áp đảo ở trên khán đài của sân Bissan. Như vậy là trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Chúng ta thi đấu trong trang phục màu trắng. Cách đây 3 năm, hai đội cũng gặp nhau ở trận đấu ra quân. Đó là trận đấu diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào và chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Trong số 3 cầu thủ ghi bàn thì hôm nay chỉ có một người, đã chính là Công Phượng. Và Công Phượng đang có những câu chuyện để chia sẻ với Billy Kekau Phonphon. Các bạn đã theo dõi phần phỏng vấn của chúng tôi trước trận, Billy Kekau Phonphon cũng nói rất là tốt tiếng Anh và Công Phượng cũng như là Billy đang chia sẻ với nhau. Một cầu thủ mà đẳng cấp đã được khẳng định và đây chắc chắn sẽ là một trong những người được chú ý nhất ở trận đấu ngày hôm nay. Và cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào đã được bắt đầu trên sân Bissan. Chúng ta vừa rồi là những người đã giao bóng ở trong hiệp 1 trận đấu này. Đây là Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài hôm nay sẽ bám biên phải. Anh thay vị trí thường lệ do Văn Thanh nắm giữ và trước đó là Nguyễn Trọng Hoàng, người đã không thể bình phục chấn thương kịp để dự giải đấu năm nay. Với những hình chúng ta đang thấy thì Thành Trung sẽ đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Đá lệch trái là trung vệ Bùi Tiến Dũng và quen thuộc khi án ngữ lệch bên phải là Duy Mạnh. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Thành Trung được sử dụng trong đội hình xuất phát. Ở trận đấu gặp Ả Rập Xê Út thì anh thay thế vị trí của Bùi Tiến Dũng. Còn ngày hôm nay Thành Trung thay thế vị trí của Quế Ngọc Hải. Hôm nay thì các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thay đổi lối chơi từ phòng ngự phản công ở những trận đấu vòng loại World Cup sang một lối chơi tấn công, thậm chí là áp đặt đối thủ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi đó như thế nào trước đội tuyển Lào. Tấn Tài. Tiếp tục là Tấn Tài. Không bất ngờ nếu đội tuyển Lào đá với một đội hình thấp. Và mọi sự chú ý sẽ hướng tới Billy, không chỉ bởi mái tóc dài mà còn bởi chiều cao tốt 1m80 và tất nhiên là sự ảnh hưởng trong lối chơi của đội tuyển Lào. Trận đấu đầu tiên của Billy, người mới chỉ nhận hộ chiếu hôm 25 tháng 11 vừa rồi. Đường truyền mở sang biên trái, Hồng Duy. Đội tuyển Lào thì đã chuẩn bị cho AFF Cup 2020 từ tháng 9, nhưng Billy thì mới chỉ tập trung cùng với đội bóng này được ít ngày và khả năng kết dính với các đồng đội có lẽ sẽ là dấu hỏi rất lớn. Anh mới tập trung được khoảng 1 tuần trước khi bước vào trận đấu này. Một Tấn Tài. Công Phượng chính là người đã mở tỷ số trong trận đấu giữa hai đội cách đây 3 năm. Vừa rồi là đường truyền hay của Xuân Trường.
Một pha mở bóng sang bên phải rất hay của Xuân Trường. Rất nhiều người cho rằng một giải đấu như AF Cup sẽ là cơ hội để Xuân Trường chứng tỏ nhiều hơn giá trị của mình. Đấy đâu! Pha chạm bóng của Phan Văn Đức. Một trận đấu và một giải đấu mà Phan Văn Đức cũng rất muốn thể hiện mình để lấy lại sự tự tin. AF Cup 2018 chính là giải đấu mà chúng ta nhớ rất nhiều về Phan Văn Đức, người đá chính tới 6 trận và có không ít những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì đội tuyển Lào đá với một hàng phòng ngự gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Thủ thành Keodon mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Ở phía trên thì trung vệ Anataza thậm chí mới 17 tuổi. Phong Savanh số 6 thì cũng không nhiều tuổi hơn, 21 tuổi. Thêm một đường chuyền dài nữa. Không có lỗi việt vị của Tiến Linh, nhưng đó vẫn là một pha cắt bóng tốt của hệ thống phòng ngự đội tuyển Lào. Từ đầu trận thì bóng chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển Lào. Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Xuân Trường. Xuân Trường rất tích cực mở bóng sang bên phải nơi có sự xuất hiện của Tấn Tài. Thêm một đường chuyền nữa của Xuân Trường, nhưng nó hơi sâu so với đà băng xuống của Phan Văn Đức. Và mỗi khi Hồ Tấn Tài có cơ hội được ra sân thì khả năng kết dính giữa anh và Tiến Linh, người đồng đội ở màu áo câu lạc bộ trước đây, luôn là rất ấn tượng. Những đường chuyền quen thuộc của Lương Xuân Trường. Những pha chuyền bóng đã từng làm rất nhiều cổ động viên ngất ngây ở AF Cup 2016. Có lẽ đó là giải đấu hay nhất của Xuân Trường trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Tôi có cảm giác là đến lúc này các cổ động viên Việt Nam còn ghi điểm đậm nét hơn cả các cổ động viên của chủ nhà Singapore, anh Tiến Dũng ạ. Tôi rất đồng ý. Nếu như không vì dịch Covid-19 thì có lẽ những hình ảnh đó còn ấn tượng hơn nhiều lần nữa. Hồng Duy, nỗ lực cứu bóng của Hồng Duy. Đây là giải đấu mà đội tuyển Lào cũng rất quyết tâm thoát khỏi vị thế của một kẻ lót đường giống như bao năm qua. Pha chạm bóng của Hoàng Đức. Billy là một tỷ đè tuyệt vời của Billy. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho giải đấu này thì tôi cũng đã tìm rất nhiều thông tin và xem những clip về các kỹ năng xử lý bóng và cả những pha ghi bàn của Billy, thì thấy đây là một tiền đạo phải nói là rất toàn diện. Có thể hình, có khả năng tì đè tốt và tốc độ cũng như khả năng chơi bóng bằng hai chân đều rất hay. Mặc dù bây giờ thì Billy Kekafonfon chỉ đá cho một đội bóng hạng dưới của Pháp là Jean Kaker, nhưng trước đó trong máu của Angers hay Auxerre thì cầu thủ này rất nổi bật. Thêm một pha xử lý nữa của Billy Kekafonfon. Khi đá cho Ange ở giải vô địch quốc gia Pháp, Billy đã từng ghi một bàn thắng với một pha solo từ giữa sân vượt qua rất nhiều hậu vệ đối phương. Một pha ghi bàn mà nó mang dáng dấp của Ronaldo người ngoài hành tinh. Tất nhiên đó là một sự so sánh có phần khập khiễng. Giá trị chuyển nhượng ở thời điểm cao nhất của Billy vào khoảng gần 3 triệu euro. Bây giờ thì giá trị của anh theo Transfermarkt, một trang chuyển nhượng có uy tín, là vào khoảng 500.000 euro. Vẫn rất là cao so với những cầu thủ có giá trị cao nhất của đội tuyển Việt Nam. Lỗi việt vị. Pha thoát xuống là của Hoàng Đức, người đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian vừa qua. Đây là giải đấu không sử dụng VAR để hỗ trợ các tình huống xử lý gây tranh cãi. Sau những thất bại liên tiếp thì bây giờ đội tuyển Việt Nam rất cần một chiến thắng ở trận đấu ra quân của giải đấu mà chúng ta đang là đương kim vô địch để lấy lại sự tự tin. Có một pha phạm lỗi rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía đội tuyển Lào. Đó có lẽ là Vung Chiêng Kham.
Anh có lẽ là cầu thủ có thể hình nhỏ bé nhất trên sân vào thời điểm hiện tại. Cú vào bóng bằng gầm giày đạp thẳng vào chân trái của Phan Văn Đức, cực kỳ nguy hiểm. Với nhiều trọng tài thì đó có lẽ đã là một thẻ đỏ rồi. Ông Jakub Ibrahim chỉ dành cho đội trưởng của đội tuyển Lào một chiếc thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi nghiêm trọng đến mức mà huấn luyện viên Park Hang-seo gần như phải bật ngay dậy để phản ứng. Tiến Dũng, đội bạn đang đá với một đội hình rất thấp cho nên những trung vệ của chúng ta cũng sẵn sàng băng qua vạch giữa sân. Đường chuyền của Hoàng Đức. Người bị phạm lỗi là Phép Pha Đi. Đội bóng của chúng ta sẵn sàng gây áp lực tầm cao ngay bên phần sân đối phương để mong tạo ra những sai số. Vong Chi Kham bây giờ đang thi đấu cho một đội bóng ở giải hạng nhì của Thái Lan. Phút thứ 10, trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào và tỷ số vẫn đang là không đều trên sân Bishan. Chúng ta vẫn đang là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Hồng Duy, cú xoạc bóng là của Billy. Billy Kekau Phongphon đang cho thấy một sự khát khao rất lớn thể hiện mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia Lào. Dù năm nay cầu thủ này đã 31 tuổi. Hoàng Đức, Xuân Trường, về mặt sản xuất truyền hình thì rõ ràng là có những khó khăn khi mà khán đài của sân Busan quá thấp, cho nên không có thể có một góc máy toàn để chúng ta theo dõi đầy đủ diễn biến của những pha bóng mà bóng đi xuống sát đáy biên như mới đây. Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường đang là nhạc trưởng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Không vào! Một pha bóng đầy táo bạo của Lương Xuân Trường. Một pha bóng thực sự đầy táo bạo khi mà tất cả đang mường tượng về một đường chuyền của Xuân Trường. Thì anh thử vận may của mình bằng một cú đá từ rất xa. Chính từ một quả đá của Xuân Trường mà năm 2018 thì anh Đức đã có bàn thắng trước chính đội tuyển Lào. Khi đó thì cú đá của Xuân Trường bóng đập vào khung thành của đội tuyển Lào. Hoàng Đức đã có một pha băng vào đá bồi rất nhanh. Đó là bàn nâng tỷ số lên 2-0. Huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội tuyển Lào là ông Sevara, một huấn luyện viên người Singapore và từng là trợ lý của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam năm 2018, đó là ông Sundramuthi. Tấn Tài. Xuân Trường. Rõ ràng bóng đá Lào trong những năm vừa qua đã rất tin tưởng vào các huấn luyện viên người Singapore. Và mối quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Lào và Singapore những năm qua cũng là rất tốt. Có những sự tương hỗ lẫn nhau. Bây giờ thì ông Sundramuthi, huấn luyện viên của đội tuyển Lào trước đây giữ vai trò là giám đốc kỹ thuật. Những người liên quan đến công tác hoạch định phát triển bóng đá Lào bây giờ rõ ràng đều là những người Singapore. Và đội tuyển Singapore, đội chủ nhà giải đấu lần này đã khởi đầu cho chiến dịch AFF Cup năm 2020
bằng một chiến thắng ấn tượng trước Myanmar với tỷ số 3-0. Con trai của Singapore Fandi Ahmad, Ihsan Fandi đã có một cú đúp với những phong cách chơi bóng tương đối hiện đại, rất châu Âu. Đó là một trong những màn trình diễn mà theo tôi là ấn tượng nhất của đội tuyển Singapore trong vài năm trở lại đây. Bùi Tiến Dũng, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cho tới lúc này vẫn chưa một lần phải làm việc vất vả. Vừa rồi là một tình huống chuyền lỗi. Đường chuyền luôn hướng đến vị trí của Billy. Đây là lúc mà khả năng độc lập tác chiến của Billy là rất quan trọng trong những ý đồ của ông Senvara. Và tất nhiên là trước một đội bóng sở hữu một cầu thủ đẳng cấp đã được khẳng định như Billy thì các hậu vệ của chúng ta sẽ không chủ quan. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Xuân Trường. Và phối hợp trung lộ khá nhịp nhàng. Người chuyền bóng là Hoàng Đức và cầu thủ đã di chuyển là Công Phượng. Bùi Tiến Dũng. Một tình huống mà có lẽ là Xuân Trường định chuyền cho Hồ Tấn Tài. Một hình ảnh cũng rất thú vị phải không anh Tiến Dũng? Nếu không thể có mặt trong sân thì bất kỳ nơi nào có thể theo dõi được diễn biến trên sân đều có các cổ động viên, và có lẽ trong số đó rất nhiều là các cổ động viên Việt Nam. Và tất nhiên rồi, với một đất nước có rất đông cổ động viên hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt như Việt Nam chúng ta thì số lượng vé là 500 dành cho các cổ động viên Việt Nam thôi. Có mặt ở trên sân Busan ngày hôm nay là rất ít, rất khiêm tốn để có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn. Cú mở bóng vừa rồi là của Hoàng Đức và bây giờ là pha xử lý của Hồng Duy. Pha phát triển bóng của Xuân Trường và Hoàng Đức đến lúc này đều tương đối hay. Cú lắc đầu của Tiến Linh. AFF Cup năm 2018 thì Tiến Linh cũng đã có một bàn thắng. Đó là một cú đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Duy Mạnh là người tạt bóng. Chơi đầu là một trong những điểm mạnh của tiền đạo mang áo số 22 của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh cũng là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Nếu tính cả những trận đấu vòng loại thứ hai, Tiến Linh có tới 7 pha lập công. Trần Nguyên Mạnh trở lại khung thành của đội tuyển Việt Nam sau 5 năm đấu trường AFF Cup. Bùi Tiến Dũng. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam luôn sẵn sàng dâng lên sang cả phần sân đối phương để hỗ trợ tấn công. Hoàng Đức. Hồ Tấn Tài. Và chồng biên với Hoàng Đức. Đường chuyền của Xuân Trường đánh đầu. Thêm một pha lắc đầu nữa của Phan Văn Đức. Đội bóng của chúng ta đang triển khai những phương án tiếp cận khu thành đối phương tương đối mạch lạc như tình huống vừa rồi chẳng hạn. Có lẽ phải như vậy thì mới làm giãn được hàng phòng ngự của đối phương. Một ba bóng mà tình huống triển khai đưa bóng xuống sát đường biên ngang. Nhưng thay vì một đường chuyền bóng vào trong ngay của Hoàng Đức là một tình huống nhả lại tuyến 2. Xuân Trường treo bóng vào trong. Rất nhiều cổ động viên Việt Nam của chúng ta để có mặt trong trận đấu này đã phải mua vé chợ đen, và giá vé chợ đen ở Singapore đắt gấp khoảng 10 lần.
Bùi Tiến Dũng. Hoàng Đức. Công Phượng. Hoàng Đức. Lấy bóng trong chân của Hoàng Đức là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tấn Tài. Đó là Công Phượng. Xuân Trường. Đây mới là Tấn Tài nhưng đã có lỗi việt vị mất rồi. Một giải đấu không có VAR nên chúng ta thấy các quy định của trọng tài được đưa ra tức thì chứ không phải đợi đến khi kết thúc pha bóng. Và tôi có cảm giác là cả hai lần phất cờ việt vị với cầu thủ Việt Nam cho đến lúc này đều không hoàn toàn chính xác. Như tình huống vừa rồi chẳng hạn. Tôi cũng có cảm giác như thế, nó chưa thực sự rõ ràng. Và những gì diễn ra trên sân đang phản ánh rất đúng với thông số vừa hiện lên màn hình. Đội tuyển Việt Nam đang có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 79%, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Hồng Duy. Sơ đồ của ban tổ chức trên truyền hình thì đội tuyển Lào đá với sơ đồ 4-1-4-1. Nhưng đến lúc này tôi cảm giác đó là sơ đồ xe buýt thì đúng hơn. Họ dựng trước khung thành một chiếc xe buýt thực sự. Vì ở phía trên thì gần như chỉ có két keo phong phon thôi. Toàn bộ những cầu thủ khác đều lui về rất sâu để bảo vệ khung thành của Keldon. Đỗ Duy Mạnh. Vẫn Lê Linh. Các trung vệ của chúng ta rất tích cực dâng cao để hỗ trợ tấn công. Quả tạt của Hồng Duy. Đây là Billy. Rất khỏe. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Tiến lên. Billy đã lùi về rất sâu hỗ trợ phòng ngự và đã có một tình huống xử lý rất mạo hiểm. Đường truyền của Phong Sa Vanh quá sâu. Huấn luyện viên Senvara tỏ ra biết mình biết người và chỉ đạo các học trò đá một đội hình rất thấp. Đến lúc này thì phải nói là Billy rất cô đơn. Công Phượng. Những gì đang khá diễn hay. Ra Phan Văn Đức. Những gì đang diễn ra với đội tuyển Việt Nam khiến tôi nhớ lại trận đấu giữa Thái Lan và Timor-Leste vào ngày hôm qua. Thái Lan cũng áp đảo thế trận hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ. Đây mới chỉ là những trận đấu đầu tiên thôi và tất nhiên là các đội vẫn chưa có được nhịp độ cũng như là điểm rơi phong độ được coi là tốt nhất. Cho đến lúc này thì thời tiết ở Singapore là tương đối lý tưởng cho những trận đấu. Nước chủ nhà Singapore có những quy định rất chặt chẽ cho những trận đấu tại giải đấu lần này trong điều kiện thời tiết không được tốt, nhất là khi trời mưa và có thể có sấm sét. Khi đó thì trận đấu sẽ lập tức phải dừng lại để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Cũng vì lý do này mà các đội bóng không được tập làm quen với sân thi đấu chính, trong đó có đội tuyển Việt Nam của chúng ta.
Đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ có một buổi đi dạo làm quen với sân Busan mà thôi. Mặc dù vậy thì Busan cũng quen thuộc với rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, bởi chúng ta đã từng đá ở SEA Games năm 2015 tại đây. Đường chuyền hay nhưng đã có lỗi việt vị. Pha xử lý tương đối bất ngờ của Billy Kekafafon. Billy đang rất muốn chứng tỏ giá trị của mình. Người đã băng xuống và việt vị là Buncon. Một pha lẻn sau hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tương đối thông minh. Chúng ta rõ ràng là không thể chủ quan với cầu thủ tiền đạo người Pháp gốc Lào, Billy Kekafafon. Hoàng Đức. Đường chuyền dài của Hoàng Đức. Không được. Bản thân các tiền đạo của chúng ta có lẽ cũng đã giật mình với tình huống xử lý lỗi của trung vệ đội bạn. Pha lắc đầu hụt của trung vệ Anataza. Khi mà các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Lào có chiều cao không phải là quá tốt thì đội Việt Nam của chúng ta rất tích cực thực hiện những pha bóng dài, những cú tạt bóng như chúng ta thấy đến lúc này. Phong Sa Vanh. Trước trận đấu này 2 ngày thì Quế Ngọc Hải và Quang Hải có dấu hiệu bị căng cơ. Và trong một trận đấu như thế này thì cũng tương đối phù hợp để huấn luyện viên Park Hang-seo xếp hai trụ cột, một ở phòng ngự, một ở tấn công, được nghỉ trên băng ghế dự bị, không có mặt trong đội xuất phát. Công Phượng. Tấn Tài. Ý đồ phối hợp giữa Công Phượng và Tấn Tài là rất rõ ràng. Duy Mạnh, Hoàng Đức. Bóng vẫn trong cuộc. Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức. Tiếp tục là một đường chuyền quen thuộc. Hồng Duy đưa bóng sang ngang và lưới của đội tuyển Lào đã rung lên. Lại là Công Phượng, anh Tiến Dung ơi. Một sự lặp lại không khác gì so với năm 2018. Một sự trùng hợp quá đặc biệt. Rất ngẫu nhiên nhưng cũng rất đặc biệt. Phải nói là đội bóng của chúng ta đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ ở Singapore, ở Việt Nam bằng sự kiên trì và bền bỉ trong lối chơi. Trong đó những phương án chuyền dài như thế này phải nói là rất hay. Sự chính xác đến từng cm từ đường chuyền của Hoàng Đức, các bạn xem động tác chuyền này đẹp mê ly. Hồng Duy thì làm rất tốt nhiệm vụ của mình và phần việc còn lại của Công Phượng chỉ là khẳng định anh rất có duyên ghi bàn ở AF Cup, rất có duyên ghi bàn ở Busan và rất có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào. Đây là một pha phối hợp dẫn tới bàn thắng trong một buổi tập. Và có lẽ là anh Dũng cũng sẽ đồng ý với tôi là chúng ta thấy một hình bóng nào đó của Pirlo trong đường chuyền mà Hoàng Đức đã thực hiện. Thực hiện cho Hồng Duy. Người truyền thì đẳng cấp. Sau đó là những tình huống xử lý phải nói là rất bình tĩnh của Hồng Duy. Tại sao lại nói Công Phượng có duyên ghi bàn ở Busan? Vì là năm 2015 trong áo đội U23 Việt Nam thì Công Phượng đã từng ghi hai bàn ở sân đấu này. Trong đó một quả đá phạt rất đẹp, được gọi là khoảnh khắc lá vàng rơi của Công Phượng, ghi vào lưới của Malaysia trong chiến thắng 5-1 của chúng ta ở vòng bảng. Thêm một pha xử lý xông xáo nữa của Công Phượng. Bàn thắng của Công Phượng vừa rồi có ý nghĩa rất quan trọng và chắc chắn nó sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa được vấn đề tâm lý. Phút tiếp theo, những cầu thủ áo trắng có lẽ sẽ thể hiện một lối chơi thanh thoát hơn, hiệu quả hơn. Và biết đâu anh Dũng, Công Phượng mở tỷ số ở một kỳ AFF Cup. Chúng ta mở đầu giải đấu với đội tuyển Lào và biết đâu cái kết của nó giống như 2018.
Nó cũng có thể là điềm báo về những điều tốt đẹp với đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Keo Đôn đang bị đau. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng của Công Phượng. Đường truyền của Hoàng Đức phải nói là đẳng cấp. Cách xâm nhập của Hồng Duy thì rất nhạy cảm rồi. Còn Công Phượng thì dù đá xa khung thành đối phương nhưng phải nói là rất nhạy cảm ở khả năng chọn vị trí. Đó gần như là lần đầu tiên Công Phượng ở gần khung thành đối phương nhất. Trước đó thì những người ở gần khung thành đối phương nhất là Tiến Linh và Phan Văn Đức. 3 năm trước Công Phượng mở tỷ số cũng bằng một pha băng vào bất ngờ, nhưng đó là một pha dứt điểm nửa nẩy rất căng vào góc cao khung thành của đối phương. Bây giờ là một bàn thắng rất dễ dàng, nhưng nó có được nhờ khả năng chọn vị trí rất tốt của Công Phượng. Tranh thủ lúc thủ môn Keo Đôn đang bị đau thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với trợ lý Lee Jang-jin đã ngay lập tức có thêm những chỉ đạo cho các cầu thủ của mình. Một trong thủ môn dự bị cho Keo Đôn ở trận đấu này là Sô La Sắc, cũng rất trẻ. Chưa có những con số thống kê cụ thể nhưng có lẽ đội tuyển Lào và Timor-Leste là hai trong số những đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất tại AFF Cup năm nay. Cùng với đó là một đội tuyển Campuchia cũng rất trẻ trung. Họ mang tới những gương mặt trẻ để hướng tới SEA Games 2023 tổ chức trên sân nhà. Ra nửa những cầu thủ của đội tuyển quốc gia Lào hiện tại có thể đá SEA Games. Đội bóng của chúng ta cũng là một đội bóng tương đối trẻ trung. Chúng ta đúng là một đội bóng tương đối trẻ trung nhưng không hề non nớt kinh nghiệm. Thậm chí là những cầu thủ đã rất dày dạn kinh nghiệm, chinh chiến ở rất nhiều những giải đấu khác nhau, từ khu vực đến châu lục. Và phạm lỗi của Thành Trung với Billy. Đội bóng của chúng ta nếu như dự AFF Cup năm 2018 có tới 8 cầu thủ sinh trước năm 1995 thì ở giải đấu lần này chúng ta chỉ có 3 cầu thủ là sinh trước năm 1995. Đó là thủ thành Nguyên Mạnh đang xuất hiện trên màn hình, cùng với đó là Quế Ngọc Hải và thủ môn Bùi Tấn Trường. Bây giờ là một tình huống mà tất nhiên Nguyên Mạnh sẽ phải đặc biệt lưu tâm, bởi giá trị về năng lực cá nhân của Billy Kekka Fonfon có thể được thể hiện ở tình huống này. Cú đá đơn giản. Nhưng theo tôi đó là một lựa chọn rất bất ngờ của Billy. Đúng là như vậy, anh chờ những cầu thủ làm hàng rào của chúng ta bật lên, và thay vì thực hiện một cú đá bóng bổng thì là cú đá bóng sệt và có thể gây bất ngờ cho Nguyên Mạnh. Một đường bóng nhằm vào góc gần, chỉ hơi thiếu lực và cũng thiếu một chút chính xác. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có bàn thắng ở lần dứt điểm trúng đích đầu tiên của Công Phượng. Pha xử lý hay nữa của Công Phượng nhưng nó vẫn hơi sâu so với đà băng vào của Tiến Linh. Có vẻ như là ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã chỉ đạo Công Phượng đá dạt sang trái. Hai phần ba thời gian của hiệp đấu đầu tiên, trận ra quân của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào đã trôi qua và chúng ta đang dẫn với tỷ số 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Công Phượng. Phung Sa Vanh. Pha mở bóng không chính xác. Đây.
Tấn Tài. Công Phượng. Công Phượng đang di chuyển rất rộng. Hoàng Đức. Hai cầu thủ đá thấp nhất ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đều là những chân truyền hàng đầu, đặc biệt là những đường truyền dài, những pha phất bóng bổng ra phía sau hàng phòng ngự đối phương. Tấn Tài. Hoàng Đức. Xuân Trường. Xuân Trường vừa rồi đã cố gắng tìm khoảng trống và một sự thoải mái nhất để tung ra cú sút xa. Và thực tế thì đôi lúc là những động tác giả sút như vậy cũng rất khó chịu. Nhưng mà dư điểm của Xuân Trường từ xa bây giờ bóng luôn đi với một quỹ đạo rất khó chịu và rất khó phán đoán cho thủ môn đối phương. Xuân Trường. Hoàng Đức. Công Phượng. Sút xa. Ở Busan 6 năm về trước, Công Phượng đã có một màn trình diễn phải nói là rực rỡ khi chúng ta thắng Malaysia với tỷ số 5-1. Ở trận đấu đó thì một cầu thủ khác trong thành phần của đội tuyển Việt Nam cũng đã ghi bàn là Văn Toàn. Văn Toàn vào sân và ấn định chiến thắng 5-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Người đã thực hiện đường chuyền dài cho Văn Toàn là Hữu Dũng. Ở Busan thì 6 năm trước, những cầu thủ khác ở đội tuyển Việt Nam cũng đã từng ghi bàn ở đây là Đức Huy và Quế Ngọc Hải. Busan chỉ có một khán đài duy nhất. AFF Cup năm nay được tổ chức trên hai sân đấu là Busan và sân vận động quốc gia Kallang của Singapore, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng A, trong đó có sự có mặt của đội chủ nhà Vong Chieng Kham. Cầu thủ của chúng ta cũng đã lùi về rất đông, gây khó khăn cho Vong Chieng Kham. Yếu tố bất ngờ đã không còn trong tình huống xử lý có phần hơi thiếu quyết đoán trước đó của đội trưởng đội tuyển Lào. Lào đang chơi với bộ đôi tiền đạo, một cầu thủ có thể hình lý tưởng là Billy, một người có thể hình khiêm tốn nhất trên sân và lúc này chỉ cao 1m56 thôi, Vong Chieng Kham. Đường chuyền của Duy Mạnh. Phạm Văn Đức. Hoàng Đức. Hồng Duy. Hoàng Đức. Quả đá biên cho chúng ta. Những tiếng hát đầy tự hào trên sân Busan từ phía các cổ động viên Việt Nam. Thì Việt Nam đang ghi điểm ở trên sân và cũng ghi điểm trên cả khán đài nữa. Hoàng Đức. Hồng Duy. Billy là người đã nỗ lực hỗ trợ để ngăn cản cú đá của Xuân Trường. Bóng vẫn đang trong chân của chúng ta. Hai cầu thủ của đội tuyển Lào phải nằm sân, trong đó có Billy. Billy đã bị đau sau nỗ lực tranh cướp bóng với Lương Xuân Trường. Người còn lại đang bị đau đó là Nalongsit. Ngay cả Billy có thể chất rất tốt thì nếu anh cứ hoạt động như thế này thì không biết sang hiệp 2 cầu thủ đang chơi bóng ở Pháp sẽ thi đấu như thế nào.
Đúng là Billy đang phải gồng gánh đội tuyển Lào, đặc biệt là khả năng chơi tấn công. Những lần lùi về phòng ngự, hỗ trợ phòng ngự quá nhiều khiến Billy mất rất nhanh. Và tôi nghĩ là ông Senvara nếu có một điều ước thì ước gì đội tuyển Lào có hai Billy. Chúng ta cùng thưởng thức lại khoảnh khắc Hoàng Đức, khoảnh khắc Hồng Duy và khoảnh khắc bùng nổ mang tên Công Phượng. Không có Quang Hải thì người thực hiện quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam sẽ là Hoàng Đức. Có cơ sở để chờ đợi vào tình huống bóng bổng này. Một hình ảnh dàn xếp đá phạt góc tương đối quen thuộc của chúng ta, mà chúng ta hay gọi là phong cách đá phạt góc đoàn tàu tình yêu của đội tuyển Anh trước đây. Khi quả bóng đến thì có thể nói là những toa của đoàn tàu đó sẽ tỏa ra và khiến cho hàng phòng ngự đối phương không biết đâu mà lần. Đó là cách dàn xếp mà huấn luyện viên Southgate đã học từ môn bóng bầu dục của nước Mỹ. Không được. Trước đó trọng tài cho rằng bóng đã có lẽ đã đi hết biên ngang. Sẽ có tình huống thực hiện lại quả phạt góc của đội tuyển Việt Nam. Nhưng có thể chính xác là quả phạt góc tiếp theo. Tiếp theo. Và Công Phượng sẽ là người thực hiện với một quả phạt góc ở bên phía đối diện. Công Phượng gần đây tương đối quyết tâm trong những tình huống đá phạt góc và thường là Công Phượng đá thẳng về phía khung thành. Cú đá của Phan Văn Đức. Một pha xử lý rất mạnh mẽ của số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Thì một trận đấu đã bước sang những phút cuối rồi. Có vẻ như vừa rồi Công Phượng lại quyết định đá thẳng về phía khung thành đối phương. Đẹp quá. Một hình ảnh tuyệt vời của các cổ động viên Việt Nam. Các cổ động viên Việt Nam vẫn luôn như vậy, không chỉ biết cách lấy điểm từ tình cảm của người hâm mộ nước nhà mà còn biết cách ghi điểm từ mắt bạn bè quốc tế. Và cũng giúp cho đạo diễn hình của trận đấu dễ chịu hơn với nhiều khuôn hình. Đường chuyền dài của Công Phượng. Thách thức với những đạo diễn hình bóng đá chính là những trận đấu không khán giả. Một lần nữa thì thủ thành Keurdon bên phía đội tuyển Lào lại phải nằm ra sân. Một hiệp đấu phải nói là quá vất vả với thủ môn số 12 bên phía đội tuyển Lào. Xem những hình ảnh này, cảm giác của chúng ta cũng phấn khích và cảm thấy thú vị, chẳng khác gì xem bàn thắng của Công Phượng. Bissan đang trở thành một mỹ đình thu nhỏ với những tiếng hát quen thuộc trong những trận đấu bóng đá của chúng ta. Những tiếng hát đã gắn với những thời khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam. Rất thú vị
khi mà những gì diễn ra ở AFF Cup năm nay rất giống với AFF Cup 2018. Trận đầu tiên gặp đội tuyển Lào, người ghi bàn thắng đầu tiên là Công Phượng. Và trận đấu thứ hai cũng giống như 3 năm về trước, chúng ta sẽ gặp đội tuyển Malaysia. Kết thúc vòng bảng cũng là trận đấu gặp Campuchia. Phải biết đâu đấy, những cầu thủ ghi bàn tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam cũng mang tên Đức rồi Hải. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Keoron đã một lần nữa đứng dậy và có thể thi đấu bình thường. Phan Văn Đức. Những bước chạy và những pha xử lý của Phan Văn Đức ngày hôm nay tôi có cảm giác là thanh thoát hơn rất nhiều so với trận đấu mà anh được ra sân ở vòng loại World Cup. Cũng là dễ hiểu thôi, bởi cường độ vận động ở những trận đấu vòng loại World Cup thứ 3 rất khác. Đường chuyền của Công Phương và cú chạm bóng bằng đầu là của Tiến Linh. Sau đó thì trọng tài cũng thổi phạt việt vị với tiền đạo của chúng ta. Những tình huống thổi phạt việt vị phải nói là rất nhạy cảm. Tôi cho rằng những tình huống di chuyển của các tiền đạo áo trắng đến lúc này đều rất tốt. Có lẽ là hiệp một trận đấu này sẽ được bù tương đối nhiều với hai khoảng thời gian bị gián đoạn vì chấn thương của các cầu thủ. Những giây thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0. Có thể sẽ có khoảng 4 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Chính xác là 4 phút. Công Phượng tấn tài. Tiếp tục là tấn tài. Công Phượng. Hoàng Đức. Xuân Trường. Phan Văn Đức. Bùi Tiến Dũng. Cú mở bóng cho tấn tài chăng? Đó là cú chạy bóng vào vị trí của Công Phượng. Cú đá của Hoàng Đức. Nếu như đó là một cú dứt điểm bằng chân trái sở trường thì có thể là hiệu quả sẽ cao hơn. Một pha treo bóng rất khó chịu. Những quả treo bóng ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương như của Bùi Tiến Dũng vừa rồi luôn khiến cho các cầu thủ phòng ngự rất khó để phán đoán và cản phá một cách tốt nhất. Phùng Sa Phanh. Chúng ta chưa gặp phải một áp lực thực sự đáng kể nào. Ngoại trừ tình huống chuyền bóng tương đối bất ngờ nhưng đồng đội lại rơi vào thế việt vị của Billy Ketkel thì đúng là không có gì đặc biệt trong cách chơi của đội tuyển Lào. Khó khăn sẽ tăng lên với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta bước vào hai lượt đấu tiếp theo. Trước các ứng cử viên, trước các đối thủ chính là Malaysia và Indonesia. Hoàng Đức. Không được. Ý đồ là quá rõ ràng. Phan Văn Đức ngước ánh nhìn về phía Hoàng Đức và Hoàng Đức cũng chỉ đợi đồng đội của mình
xuất phát là mở ngay một đường bóng. Có 3 điểm nhấn đáng chú ý của hiệp 1 trận đấu này: khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam, vẻ đẹp từ khán đài và những lần nằm xuống đau đớn của Keodon. Rõ ràng Keodon có lẽ là vị trí vất vả nhất bên phía đội tuyển Lào ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Hoàng Đức đang càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa khả năng chơi bóng của mình. Trước những đối thủ rất mạnh ở vòng loại thứ 3 là chúng ta thấy một Hoàng Đức tham gia nhiều vào khâu phòng ngự, nỗ lực thoát pressing, giải quyết những áp lực cho hệ thống phòng ngự. Còn ngày hôm nay khi thực hiện lối đá tấn công và làm sao hóa giải được hệ thống phòng ngự đông người của đội bạn thì Hoàng Đức thể hiện điểm mạnh là những đường truyền dài. Nhìn gương mặt của Công Phượng chúng ta thấy là cầu thủ này gần như vẫn chưa mất chút sức lực nào. Ngoài Công Phượng có duyên ghi bàn mở đầu cho chúng ta thì anh còn cho thấy mình rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia nữa. Chúng ta sẽ gặp Malaysia vào ngày 12 tháng 12. Khi chúng ta thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng trong trận đấu thứ hai thì Công Phượng là người mở tỷ số. Thời gian đã bù giờ có lẽ sẽ vượt quá 4 phút. Keodon, người làm thời gian chậm lại. Đó là lần thứ 3 mà Keodon bị đau và trận đấu phải tạm dừng. Duy Mạnh, Tấn Tài. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ Việt Nam. Xuân Trường, đây có lẽ sẽ là pha lên bóng cuối cùng của một trận đấu này. Đường truyền vào chân trọng tài. Theo luật thì trọng tài sẽ lập tức tạm dừng trận đấu để tung bóng lại cho đội tuyển Việt Nam. Đã có thẻ vàng dành cho số 15 bên phía đội tuyển Lào. Xuân Trường. Hiệp 1 đã bước sang phút thứ 52 rồi. Hoàng Đức. Phan Hoàng Đức. Tiếp tục là Hoàng Đức. Có khoảng trống. Có khoảng trống là Hoàng Đức quyết định dứt điểm ngay. Tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên của ông Jacob Ibrahim, trọng tài người Jordani, cũng đã vang lên. 1-0 với pha lập công của Công Phượng không nói lên hết thế trận và những gì mà chúng ta đã chiếm lĩnh trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng nó cũng là cơ sở tuyệt vời để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể có thêm những tính toán cho hiệp đấu thứ hai, và thậm chí là những tính toán về việc thay đổi nhân sự để tất cả cầu thủ đều có cơ hội thể hiện mình trong trận đấu mở màn của chúng ta tại AFF Cup năm 2020. Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Bishan ở Singapore để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ở đầu hiệp đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện sự điều chỉnh nhân sự
khi mà tiền đạo Tiến Linh được đưa ra nghỉ và người góp mặt trên sân là Quang Hải. Trong hiệp đấu đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng và những nỗ lực tấn công của chúng ta cũng đã mang về thành quả là bàn thắng của Công Phượng. Trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn hình của chúng ta. Với việc Tiến Linh đã rời sân thì có thể Công Phượng sẽ được xếp đá ở vị trí tiền đạo cao nhất của đội tuyển Việt Nam. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Cú chạm đầu của Thành Trung. Quang Hải. Quang Hải cũng có duyên ghi bàn vào lưới của đội tuyển Lào với pha đá phạt trực tiếp ấn định chiến thắng 3-0 cách đây 3 năm. Tấn Tài. Đường chuyền của Xuân Trường. Đường chuyền của Bùi Tiến Dũng. Pha phá bóng lên của Kheo Udon. Trong hiệp 1 của trận đấu này, thủ môn bên phía đội tuyển Lào có lẽ là một trong những người vất vả nhất. Thì liên tiếp phải chống đỡ, phải cản phá những pha tấn công và dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam. Duy Mạnh đã có một tình huống vào bóng từ phía sau với Vông Trương Kham. Ở những phút cuối hiệp 1 thì trọng tài người Jordani đã dành cho số 8 bên phía đội tuyển Lào, người chuẩn bị thực hiện quả đá phạt, một chiếc thẻ vàng vì đã có những lời lẽ không hay với ông trong một tình huống mà ông đã cho đội tuyển Việt Nam hưởng một quả đá phạt. Đường chuyền của Phan Văn Đức. Ba cầu thủ đá trên hàng công của đội tuyển Việt Nam lúc này là Phan Văn Đức lệch trái, Quang Hải đá bên phải và Công Phượng ở trung tâm. Cách sắp xếp này cũng có nghĩa là cơ hội cũng sẽ được mở ra cho Đức Trinh và có thể là cả Văn Toàn nữa. Quang Đức. Văn Đức. Và hạ bóng tốt của Tấn Tài. Vẫn là Tấn Tài. Rất hay. Quang Hải. Cú đá quen thuộc của Quang Hải. Trước đó là những pha đập tường phối hợp rất hay với một cầu thủ chân trái nữa là Hoàng Đức. Điểm tiếp bóng trong cú dứt điểm của Quang Hải là chưa được tốt. Billy. Billy đúng là một ngôi sao cô đơn bên phía đội tuyển Lào ở hiệp đấu đầu tiên. Trọng tài thổi phạt Hoàng Đức. Liên tục là những nhắc nhở từ ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng chúng ta không thể chủ quan mà phải chơi thật sự tập trung. Có nhiều tình huống thủ người Pháp gốc Lào Billy có cảm giác như không thực sự tin tưởng vào những đồng đội bên cạnh mình. Và anh đã có rất nhiều những tình huống đột phá cá nhân trong tình huống có thể phối hợp với các đồng đội. Và đấm bóng của Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh đã không phải hoạt động nhiều trong hiệp đấu đầu tiên.
kỳ AFF Cup thứ 3 của Nguyên Mạnh sau các năm 2014 và 2016. Năm nay thì rất có thể công thức về sử dụng con người của thầy Park sẽ có rất nhiều thay đổi. Trong hành trình vô địch năm 2018 thì bốn vị trí mà ông không thay đổi bất kỳ trận đấu nào, đó chính là vị trí của Đặng Văn Lâm và vị trí của ba trung vệ gồm Đình Trọng, Duy Mạnh và Ngọc Hải. Hoàng Đức, kỳ AFF Cup đầu tiên của Hoàng Đức. Phạm Văn Đức. Đây là một tình huống mà chúng ta phải cảnh giác với khả năng cản lướt của Kép Kèo. Và xử lý tốt của Thành Trung. Cũng là kỳ AFF Cup đầu tiên của Thành Trung. Rất có thể là với sự góp mặt của Quang Hải thì chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều những tình huống xử lý ngẫu hứng giữa Quang Hải và Hoàng Đức. Dấu hiệu đó đã xuất hiện rồi. Cú đá của Hoàng Đức. Trong hiệp một trận đấu thì người đá cặp với Hoàng Đức ở giữa sân là Xuân Trường cũng đã có một cú dứt điểm từ xa rất đáng chú ý. Ở trận đấu đầu tiên của bảng B thì đội tuyển Malaysia, đương kim Á quân của AFF Cup, đã vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1, tạm thời đang dẫn đầu bảng đấu. Malaysia cũng sẽ chính là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, để đội đối đầu nhau vào ngày 12 tháng 12. Trước khi ra sân để đọ sức đội tuyển Lào thì có lẽ là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã dành ít phút để theo dõi màn trình diễn của cao thủ Malaysia. Tôi tin là thầy Park sẽ cử trợ lý của mình đến theo dõi trực tiếp trận đấu này. Thầy Park luôn có những tính toán rất kỹ để phân tích đánh giá những đối thủ. Và có thể đội tuyển Việt Nam trong ít phút sắp tới sẽ có thêm một sự thay đổi nhân sự nữa. Ngày hôm qua thì ban tổ chức thông báo là đội tuyển Malaysia có 2 trường hợp dương tính với Covid. Việt vị. Nhưng ngày hôm nay khi nhìn vào đội hình xuất phát của đội tuyển Malaysia thì có thể thấy những trường hợp đó không thuộc về những cầu thủ quan trọng của đội bóng này. Lần thứ 2 trong trận đấu này Buncon Việt vị. Quang Hải. Quả tạt của Tấn Tài. Nỗ lực của Phan Văn Đức. Văn Đức. Hoàng Đức. Hồng Duy. Vẫn là cao thủ Việt Nam. Duy Mạnh. Quả là không dễ trước một hàng phòng ngự tập trung rất đông cầu thủ ở khu vực cấm địa của đội tuyển Lào. Đây là Duy Mạnh. Tiếp tục là quả tạt đánh đầu. Bóng chưa khám. Và xử lý khôn ngoan của Duy Mạnh. Hoàng Đức. Cầu thủ chúng ta đang chơi thong dong. Đánh đầu. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam và đó là Phan Văn Đức. Những gì chúng ta dự đoán rất đúng. Sau một cầu thủ tên Phượng là một cầu thủ tên Đức ghi bàn. Không phải là anh Đức thì là Phan Văn Đức, thưa các bạn. Có lẽ nào Quang Hải sẽ là người kết thúc trận đấu này bằng một bàn thắng thứ ba chăng?
nhân tôi đánh giá là rất quan trọng với Phan Văn Đức. Và cũng rất đẳng cấp. Động tác xử lý gọn gàng ở bên phía cánh phải của Tấn Tài. Và Văn Đức vô cùng cao nhưng đã có một sức bật. Và cú lắc đầu này phải nói là bóng rất căng. Quan trọng là cách Phan Văn Đức chọn vị trí để băng vào dứt điểm. Rất đúng thời điểm. Mọi thứ đều chuẩn mực. Những gì mà thầy Park trông chờ, hy vọng cũng đã đến. Trong đó có sự kỳ vọng là được giải tỏa bằng một màn trình diễn tốt và bằng bàn thắng ở trận đấu này sau rất nhiều những áp lực mà Phan Văn Đức phải trải qua với những màn trình diễn ở vòng loại thứ 3. Misara. Tiến Dũng. Văn Thành, Minh Vương sẽ là những sự điều chỉnh nhân sự tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Không biết là Xuân Trường hay Hoàng Đức sẽ nhường vị trí cho Minh Vương đây. Văn Đức. Đây đã là lần thứ 9 đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào đối đầu với nhau ở vòng bảng của AFF Cup. Trong 8 lần trước thì chúng ta thắng đến 7 trận và chỉ một lần duy nhất mất điểm, chia điểm với đội tuyển Lào. Xuân Trường. Hoàng Đức. Không được. Công Phượng đã di chuyển tương đối khôn ngoan. Nhưng ý đồ chuyền bóng của Hoàng Đức đã bị hậu vệ của đội tuyển Lào bắt bài. Quả bóng dũng mãnh của Thành Trung. Tình huống chuyển hướng cho Tấn Tài. Khi Quế Ngọc Hải không thi đấu trên sân thì chiếc băng đội trưởng thuộc về Xuân Trường. Đây thực sự là một trận đấu tốt để các cầu thủ của chúng ta lấy cảm giác thi đấu và sự tự tin. Quang Hải dứt điểm. Bóng có vẻ như đã trúng chân Công Phượng. Sự thay đổi người của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương vào sân thay Hoàng Đức. Hoàng Đức là một trong hai cầu thủ rời sân và anh sẽ nhường chỗ cho Minh Vương. Rút Tiến Linh và rút Hoàng Đức ra có nghĩa là thầy Park đã nghĩ đến Malaysia rất nhiều. Trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã được đưa ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng. Người nhường vị trí cho Văn Thanh không phải là Tấn Tài mà là Hồng Duy. Như vậy là có thể Văn Thanh sẽ đá bên phía cánh trái. Đúng là như vậy, anh thực hiện của em biết. Văn Thanh có thể đá tốt ở cánh trái, đá tốt ở cánh phải và thậm chí nếu cần có thể đá ở cả vị trí tiền đạo. Tấn Tài. Dấu ấn ngày hôm nay từ đôi cánh phải nói là rất lớn. Hai cầu thủ đá biên của chúng ta đều có dấu ấn trong những bàn thắng với những pha kiến tạo. Hồng Duy kiến tạo Công Phượng ghi bàn, Tấn Tài kiến tạo để Phan Văn Đức lập công. Cả Vông Trương Kham và Billy đều đã phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự rất nhiều và điều đó ảnh hưởng đến khả năng gây áp lực lên phần sân đội tuyển Việt Nam. Cách đây 3 năm khi sáng tác nghiệp trong trận đấu mà đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Viêng Chăn thì tôi cũng đã có một cuộc phỏng vấn với Vông Trương Kham và anh nói rằng một trong những ước mơ của mình là được sang thi đấu ở V-League. Ước mơ đó cho đến nay chưa thể trở thành sự thật. Anh vẫn đang thi đấu ở Thái Lan.
có thể sẽ có một thông điệp đặc biệt từ tình huống hình ảnh ăn mừng vừa rồi của Phan Văn Đức. Ở AFF Cup năm 2018 thì Phan Văn Đức đã chính 6 trận và có được 2 pha lập công. Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho chúng ta ở giải đấu năm đó là Anh Đức. Cú sút! Cú đá rất căng. Phan Văn Đức đang trở lại là chính mình. Đó là một điều rất quan trọng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bàn thắng vào lưới Philippines ở AFF Cup 2018 của Phan Văn Đức là rất hay. Nhưng pha xoay người dứt điểm vào lưới của Campuchia trên sân Hàng Đẫy mới là một pha lập công thể hiện được những phẩm chất của cầu thủ này. Minh Vương siêu dự bị của chúng ta. Minh Vương là một hành trình tuyệt vời để vượt qua những khó khăn để được ra sân trong áo đội tuyển quốc gia. Sự khát khao của Minh Vương rõ ràng là rất lớn. Sau khi ghi lại dấu ấn đặc biệt trong trận đấu gặp UAE, trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup, thì đến lúc chuẩn bị cho vòng loại thứ ba, Minh Vương lại gặp phải chấn thương. Và bây giờ khi hoàn toàn sung sức cho AFF Cup, chúng ta có thể chờ đợi vào một Minh Vương với những dấu ấn riêng. Văn Thành! Minh Vương! Dấu ấn đầu tiên của Minh Vương sau khi được tung vào sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ mang đến AFF Cup năm nay một cầu thủ hậu vệ cánh trái duy nhất là Nguyễn Phong Hồng Duy. Nhưng ông vẫn có những sự lựa chọn dự phòng rất tốt, đó là Văn Thanh và thậm chí cả Phạm Xuân Mạnh nữa cũng có thể chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái. Và nếu cần thì những cầu thủ không được đăng ký cho trận đấu này là Lê Văn Xuân, là Thanh Thịnh cũng có thể đá tốt ở vị trí này. Đúng như vậy. Các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam mới đá ở vòng loại U23 châu Á là những cầu thủ không được đăng ký trong danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu ngày hôm nay. Nếu như mọi thứ diễn ra thuận lợi sau hai trận đấu gặp đội tuyển Malaysia và Indonesia thì đến trận đấu gặp Campuchia có thể thầy Park sẽ tính tới việc sử dụng những cầu thủ U23. Không được, không hề có lỗi trong chân của cầu thủ chúng ta. Quang Hải, nếu như trước đó là một tình huống thả bóng sau đường truyền của Xuân Trường và mở tốc độ của tiền đạo đội tuyển Việt Nam thì đã có một pha xử lý hay hơn rất nhiều rồi. Thẻ vàng dành cho Thành Trung. Nhưng theo quan sát của tôi thì có vẻ như Thành Trung đã có một cú xoạc bóng đúng luật. Ông Chi Kham lúc này cũng đã rất mệt rồi, anh di chuyển từ trên xuống dưới rồi lại di chuyển lên liên tục. Có lẽ chỉ cần một chạm nhẹ thì cầu thủ này cũng có thể ngã ra sân. Đây có thể sẽ là một kỳ AFF Cup dù là đầu tiên nhưng Thành Trung sẽ được trao nhiều cơ hội. Khá nguy hiểm. Và Billy Kekafonthon đã cho thấy sự nhạy cảm của mình. Cú lắc đầu là rất nhanh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha xử lý này. Ở tư thế không dễ nhưng Kekafonthon vẫn kịp thực hiện một cú lắc đầu về phía khung thành của thủ môn chúng ta Trần Nguyên Mạnh. Nhưng rất có thể sự nỗ lực đó hay màn trình diễn đó vẫn không đủ. Và đó mới là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của cầu thủ Lào. Tìm không. Chuyền quá khó cho Hồ Tấn Tài. Rất
Rất có thể là ngoài những điểm cộng của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này là chiến thắng, là những bàn thắng, là màn trình diễn có thể nói là mang lại sự hài lòng cho cổ động viên, thì còn một điểm ta sẽ khó đánh giá được diện mạo của chúng ta ở giải đấu lần này. Duy Mạnh, Xuân Trường và trồng biên cho Hồ Tấn Tài. Văn Đức, phương án xử lý vừa rồi của Văn Đức là hơi chậm, đúng ra anh có thể đẩy bóng ra cho Xuân Trường sớm hơn. Gương mặt của những cầu thủ Lào cho thấy là họ rất trẻ. Đây là Billy. Đội tuyển Lào cũng chuẩn bị có hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp. Số 5 là Fatana và số 22 Choni chuẩn bị vào sân. Billy. Năm 2018 thì chúng ta cũng thi đấu với trang phục màu trắng thì phải. Chúng ta có thể nhận ra người đứng bên cạnh ông Senvara là ông Sundramoorthy, chính là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Lào năm 2018, bây giờ là giám đốc kỹ thuật. Minh Vương, người trước đó đã đánh đầu giải nguy là Duy Mạnh. Đây là hai sự thay đổi cầu thủ của đội tuyển Lào, Fatana và Chori vào sân. Số 11 đó là Manulom và số 7 Sumapol Bông Trường Kham rời sân. Bông Trường Kham đã rất mệt rồi. Chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Lào đã được Bông Trường Kham trao lại cho số 15 Thipphachanh Inthaphong. Bông Trường Kham là cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội tuyển Lào thi đấu trên sân. Anh năm nay 29 tuổi. Duy Mạnh. Tấn Tài, Minh Vương, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường rất hợp lý. Tấn Tài tại quyết định sửa điểm ngay. Đây cũng là một trong những pha xử lý sở trường của Hồ Tấn Tài. Anh đã rất nhiều lần ghi bàn sau tình huống xử lý như vậy, ngoắt bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái vào góc gần. Đã.
hoàn toàn vào sân và người nhường vị trí là Xuân Trường. Văn Toàn đang rất khát khao ghi bàn cho đội tuyển quốc gia dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Phong độ cực cao tại V-League và cũng được sử dụng rất nhiều, đặc biệt là ở giai đoạn vòng loại thứ hai World Cup. Nhưng cái duyên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đến với Văn Toàn dưới thời của Park Hang-seo. Việt vị mất rồi. Có lẽ lần này là lần thổi phạt việt vị chính xác nhất của các trọng tài. Nhưng vẫn rất nhạy cảm. Giờ sẽ là bộ đôi quen thuộc trên hàng công của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng và Văn Toàn. Theo Udon. Hoàn Đức. Anataza. Sai lầm. Sự tích cực ở phía trên của Công Phượng đã rất nhiều lần gây áp lực cho hàng phòng ngự của đội tuyển Lào. Công Phượng. Đường chuyền nhanh của Quang Hải. Sức dướn của Công Phượng vẫn chưa đủ để theo được đường chuyền vừa rồi. Bóng lại đến chân Hồ Tấn Tài. Văn Đức. Không được. Phải nói là thể lực của đội tuyển Lào cho đến nay vẫn là tương đối tốt. Khá hay. Nguy hiểm. Tuyệt vời. Hoàn hộ Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh đã ngăn cản chân sút từng ghi 6 bàn ở giải vô địch quốc gia Pháp lập công. Tình huống mà chúng ta không bị thủng lưới nhưng cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đường chuyền lên của Quang Hải, Văn Toàn. Quá hay. Công Phượng. Văn Thành. Văn Toàn. Quang Hải kịp không? Trận đấu đang diễn ra hứng khởi hơn rất nhiều. Văn Đức. Tình bất ngờ đã không còn ở tình huống phản công này. Văn Thành. Cơ hội cho Văn Thành. Tiếng còi đã cất lên. Có vẻ như sẽ có penalty cho đội tuyển Việt Nam. Thẻ vàng vừa được trọng tài người Jordani rút ra dành cho cầu thủ bên phía đội tuyển Lào. Đó là một tình huống diễn ra trong vòng cấm địa. Chip pa song. Pha dùng tay chơi bóng rất rõ trong vòng cấm. Một pha dùng tay chơi bóng để ngăn cản cú dứt điểm của Văn Thành. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0. Và có thể chính Văn Thành là người thực hiện quả đá chăng? Quế Ngọc Hải không có mặt trong đội hình xuất phát và đúng là Văn Thành. Văn Thành đã lỡ hẹn với A-Cup năm 2018 vì chấn thương. Dù đã từng chơi rất tốt ở A-Cup năm 2016. Và một trong những điều khát khao của Văn Thành là tỏa sáng ở sân chơi này. Bây giờ thì chính số 17 tạo ra quả penalty. Và liệu Văn Thành có được điền tên trong danh sách những người lập công hay không? Gần như không có sức ép cho Văn Thành ở cú sút này. Và chúng ta đang dẫn với cách biệt 2 bàn. Văn Thành chúng ta đã từng hô vang tên anh. Văn Thành. Không vào. Tương đối bất ngờ khi Văn Thành hỏng ăn trong tình huống này. Một trong những người sút penalty tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Một trong những người nổi tiếng và được yêu mến cũng vì một quả đá luân lưu
quyết định. Đó là quả đá vào lưới U23 Qatar. Nhưng Văn Thành đã không chiến thắng được đàn em Keo Udon trong khung thành của đội tuyển Lào. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Keo Udon đã sửa của mình. Đó là chít pha sông. Những cầu thủ khác cũng có thể sẽ được lựa chọn đá penalty cho đội tuyển Việt Nam nếu có trên sân là Quế Ngọc Hải hoặc Xuân Trường. Còn Billy Kekafonfon vẫn đang là một cái nghén nhỏ, chưa thể mang lại mùa xuân cho bóng đá Lào dù đã có một cơ hội rất tốt để ghi bàn khi anh đối mặt với Trần Nguyên Mạnh. Bùi Tiến Dũng, Văn Thành. Đường chuyền quá khó của Văn Thành cho Văn Đức. Bóng lại đến chân chúng ta. Minh Vương, Tấn Tài. Đường chuyền bất ngờ. Bắt tròn. Quyết định chuyền ngang sang là khá hợp lý của Văn Toàn, thay vì một cú dứt điểm từ góc hẹp. Minh Vương. Pha phối hợp như tình huống dẫn tới cơ hội mới đây của đội tuyển Việt Nam giữa Minh Vương và Văn Toàn là tương đối quen thuộc. Đường chuyền của Văn Thành. Vẫn là Văn Toàn. Văn Thành. Minh Vương. Không được. Chúng ta cùng theo dõi lại cơ hội tốt nhất để Kekafonfon ghi dấu ấn ở sân chơi AFF Cup. Cơ hội đã mở ra quá thuận lợi cho Kekafonfon, nhưng đó là một tình huống băng ra hay của Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh đã có một tình huống cản phá rất hay. Phản xạ nhanh cùng với kinh nghiệm đã giúp thủ môn của đội tuyển Việt Nam chiến thắng trước một chân sút đẳng cấp châu Âu của đội tuyển Lào. Theo trang Transfermarkt, một trang uy tín về chuyển nhượng, thì Kekafonfon lúc này có giá trị khoảng 500.000 euro. Văn Đức, Văn Thành, Minh Vương. Duy Mạnh. Trái bóng liên tiếp được luân chuyển. Phan Văn Đức. Đội tuyển Lào vẫn đang tương đối kiên định với lối chơi của mình, vẫn chơi với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, mặc dù cũng đẩy cao hơn đội hình một chút để tìm ra những cơ hội, nhưng nhìn chung sự kỷ luật trong lối chơi vẫn được thể hiện tương đối rõ. Trần Đình Trọng chuẩn bị trở lại với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Đình Trọng đã từng là một gương mặt không thể thay thế ở hàng phòng ngự của chúng ta năm 2018. Bùi Tiến Dũng. Đây là Quang Hải. Văn Thành. Phút thứ 80 rồi. Một Tấn Tài.
ít nhất cho tới lúc này thì đây cũng là trận đấu mà chúng ta đã đạt được rất nhiều mục tiêu đã đề ra, không chỉ là 3 điểm. Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Toàn rất nhanh, đó là sở trường của tiền đạo này. Duy Mạnh, Xuân Trường rời sân với chiếc băng đội trưởng được trao cho Duy Mạnh. Quang Hải, Minh Vương, cầu thủ chúng ta không có gì phải vội vàng cả, bình tĩnh tự tin với những pha phối hợp ở trước vòng 16m50. Rất hay Minh Vương. Đội bạn chuẩn bị thực hiện tối đa sự thay đổi người của mình. Tấn Tài, Văn Toàn, quá hay, những pha xử lý sướng mắt của Văn Toàn. Tấn Tài, đường truyền của Công Phượng, Minh Vương. Một bài test thực sự bổ ích cho khả năng tấn công áp đặt của chúng ta. Tuấn Tài, Duy Mạnh, Công Phượng. Đường truyền đến vị trí của Quang Hải đang lặng lẽ băng xuống. Cách mà Quang Hải xâm nhập cũng là tương đối bất ngờ. Trong ít phút vừa rồi thì Công Phượng lại có thiên hướng đá thấp và trao vị trí cao nhất trên hàng công cho Văn Toàn. Thực sự với những con người trên sân vào lúc này, chúng ta đang không có một số 9 đích thực. Các cầu thủ đang hoán đổi vai trò liên tục cho nhau. Văn Thành, đó có lẽ cũng là một cách thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tấn Tài, Văn Toàn, Minh Vương. Duy Mạnh, ngay cả Duy Mạnh lúc này cũng đi tìm thời cơ cho mình. Duy Mạnh không sao cả sau nỗ lực vừa rồi. Tiến Anh bắn người ra cả sau biển quảng cáo. Một tình huống mà Duy Mạnh cũng được trang bị những kỹ năng của một vận động viên nhảy cao. Quả phạt góc thứ tư cho đội tuyển Việt Nam. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Sự hiện sẽ là Quang Hải. Cú đá của Quang Hải. Văn Thành. Không vào. Quá tiếc. Khi pha phối hợp vừa rồi không mang lại cho chúng ta một khoảnh khắc siêu phẩm ở trên sân vận động diễn ra trận đấu này, sân Hassan. Văn Thành chưa có duyên ghi bàn ở trận đấu này. Nhưng xem pha bóng này vẫn khiến cho chúng ta rung động thực sự. Không phải là một bàn thắng nhưng đáng để xem đi xem lại cả trăm lần. Từ cách mà Quang Hải chuyền bóng cho đến động tác hãm bóng rồi thực hiện cú ra chân của Văn Thành.
Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ bảng B của AFF Cup 2020. Trận đấu được mang đến bởi Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media. Tấn Tài rời sân và để lại dấu ấn đặc biệt. Và bây giờ là sự trở lại của nhà vô địch AFF Cup 2018, Đình Trọng. Đội nào cũng thay liên tiếp những cầu thủ nữa. Sòm Say số 13 cũng được vào sân để thay Billy. Khá đáng tiếc khi Billy không có bàn thắng đầu tiên. Trận đấu ngày hôm nay thì anh đã có cơ hội rất tốt đối mặt với Nguyên Mạnh. Màn trình diễn của Billy cũng tương xứng với đẳng cấp của anh. Chỉ tiếc là anh quá lẻ loi, quá cô đơn trong đội hình của đội tuyển Lào mà thôi. Đã có những lúc mà cảm giác những bước chân lẻ loi của Billy mang đến cho anh một khuôn mặt thực sự là bất lực. Nhưng rõ ràng là đội tuyển Lào sẽ được chú ý hơn và sức mạnh của họ cũng gia tăng đáng kể với sự xuất hiện của Billy Kekafonfon. Trận đấu với đội tuyển Campuchia sẽ là một trận đấu rất đáng chú ý của đội tuyển Lào. Đội tuyển Lào bắt đầu vùng lên ở những phút cuối với hy vọng có thể tạo ra bất ngờ. Cú sút xa vẫn là cơ hội cho đội tuyển Lào. Đường chuyền trở lại nhưng đã không đến được vị trí cần thiết. Đó là tình huống tham gia phòng ngự nhanh của Minh Vương. Bây giờ thì Văn Thanh đã chuyển sang bên phía cánh phải khi Tấn Tài rời sân. Trần Đình Trọng sẽ vẫn đá ở trung tâm hàng phòng ngự quen thuộc. Văn Thanh. Văn Đức. Và theo quan sát của tôi, Bùi Tiến Dũng đang là người chám vào vị trí của Văn Thanh để lại bên cánh trái. Văn Thanh. Thực sự là tiếc cho tình huống mà Văn Thanh đã không thể gia tăng cách biệt cho đội tuyển Việt Nam sau pha phối hợp với Quang Hải. Đó là nếu như đó là một bàn thắng thì không có gì bất ngờ khi nó trở thành ứng viên sáng giá nhất cho bàn thắng đẹp nhất của giải đấu năm nay, dù AFF Cup vừa mới diễn ra. Thành Trung. Văn Thanh. Quang Hải đánh đâu? Khá khôn ngoan và xoay sở thông minh của Minh Vương. Thành Trung. Đúng là Bùi Tiến Dũng đang đá như một hậu vệ cánh trái. Số 4 của chúng ta dâng lên rất cao. Thành Trung, Bùi Tiến Dũng, Thành Trung cũng tương đối đa năng, đá trung vệ và khi cần cũng có thể đá ở vị trí tiền đạo. Nhưng đá một tình huống làm bóng như vừa rồi, như một nhịp trung chuyển ở tuyến giữa thì cũng hơi xa lạ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Bóng lại lập tức đến với các cầu thủ Việt Nam. Đỗ Duy Mạnh. Đường mở bóng cho Văn Thanh. Không biết là chúng ta có thêm bàn thắng nữa và lại là bàn thắng được ghi do công của Quang Hải hay không. Phùng Sa Vành.
gian bù giờ cho hiệp 2 là 3 phút. Duy Mạnh tiếp tục là quả tạt nữa của Văn Thanh. Có vẻ như đang có một cầu thủ bị đau. Phan Văn Đức đã đứng dậy. Văn Đức có lẽ đã bị chuột rút. Một trận đấu mà Phan Văn Đức rất khát khao chứng tỏ giá trị của bản thân. Và Phan Văn Đức đã để lại dấu ấn với tình huống đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 với cú tạt bóng của Tấn Tài. Một bàn thắng có Tài và có Đức, sự kết hợp rất hay. Đội bóng của chúng ta ngày hôm nay ghi bàn và đều có dấu ấn của hai cầu thủ đá biên. Công Phượng mở tỷ số sau đường chuyền của Hồng Duy, còn Tấn Tài cũng đã tham gia tích cực trên mặt trận tấn công và là người thực hiện cú tạt bóng quyết định để Phan Văn Đức đánh đầu nâng tỷ số lên thành 2-0. Đánh đầu pha bóng là của Đinh Trọng. Đinh Trọng cũng rất cần những trận đấu như thế này để tìm lại cảm giác tốt hơn. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 9 tháng 12, đội tuyển Việt Nam được nghỉ. Chúng ta sẽ chơi trận gặp Malaysia vào ngày 12 tháng 12. Một phản công của đội tuyển Việt Nam rất tiếc đã không thành công. Quang Hải. Đúng này thì trọng tài đã đổi còi kết thúc trận đấu đầu tiên của chúng ta tại AFF Cup năm 2020. Công Phượng mở tỷ số, Văn Đức ấn định chiến thắng và cùng với đó là 3 điểm, là một màn trình diễn có thể nói mạnh.